Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Bốt Home TV. Thiết kế nội thất tối giản đã trở thành xu hướng phổ biến trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thiết kế nội thất tối giản một cách hiệu quả và đạt được mục đích thật sự. Vì vậy, trong video này, Bốt Home xin được giới thiệu giải pháp ứng dụng thiết kế nội thất tối giản không nên bỏ lỡ, cung cấp những thông tin giúp quý vị và các bạn thiết kế không gian sống của mình vừa đẹp mắt, tiện nghi, lại tối giản nhất có thể. Phong cách thiết kế nội thất tối giản là gì? Thiết kế nội thất tối giản là một xu hướng thiết kế phổ biến trong cuộc sống hiện đại. Nó giúp tạo ra không gian sống đơn giản, tinh tế và tiện nghi, giúp quý vị và các bạn tập trung vào những điều quan trọng và tránh những điều không cần thiết. Trong thời hiện đại ngày nay, khi cuộc sống trở nên bận rộn hơn và không gian sống của chúng ta ngày càng bị thu hẹp, thì phong cách thiết kế nội thất tối giản được đánh giá cao và được nhiều người ưa chuộng. Phong cách thiết kế nội thất tối giản tập trung vào sự đơn giản, tạo sự gọn gàng và tiện nghi, sử dụng màu sắc tối giản và đèn chiếu sáng tinh tế, tạo không gian mở và sử dụng đồ đạc, vật dụng một cách tối ưu. Màu sắc thường được sử dụng trong phong cách này bao gồm trắng, đen, xám, nâu nhạt hoặc màu trầm. Các vật dụng nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản thường có hình dáng đơn giản, không có những chi tiết phức tạp và không sử dụng quá nhiều màu sắc. Ngoài ra, phong cách thiết kế nội thất tối giản còn tập trung vào việc tạo ra không gian mở, giúp cho không gian sống của quý vị và các bạn rộng rãi hơn, thoải mái hơn. Quý vị có thể loại bỏ những đồ đạc không cần thiết và chỉ giữ lại những vật dụng tinh tế, tiện nghi để đảm bảo một không gian sống đơn giản và thoải mái. Ứng dụng thiết kế nội thất tối giản cho các phòng khác nhau. Sử dụng thiết kế nội thất tối giản cho các phòng khác nhau giúp tạo cho không gian sống đẹp mắt, tiện nghi và dễ chịu, bố trí đồ đạc và các vật dụng nội thất hợp lý, giữ sạch sẽ và tránh tình trạng bừa bộn để tạo ra không gian sống đơn giản và thoải mái hơn. Đối với phòng ngủ, trong phòng ngủ, thiết kế nội thất tối giản có thể giúp tạo ra một không gian yên tĩnh, thoải mái, giúp giảm căng thẳng và tạo ra giấc ngủ ngon hơn. Nên sử dụng những màu sắc trung tính, ánh sáng tối giản và tránh sử dụng nhiều đồ trang trí phức tạp, quá nhiều vật dụng để tạo ra không gian sống đơn giản và dễ chịu, bố trí đồ đạc hợp lý, giữ sạch sẽ, tránh tình trạng bừa bộn, gây ra sự chật chội. Về phòng khách, trong phòng khách, thiết kế nội thất tối giản giúp tạo ra một không gian tiện nghi, sang trọng và đẹp mắt, sử dụng các đồ nội thất đơn giản và những chi tiết trang trí tối giản giúp tập trung vào vẻ đẹp tự nhiên của không gian, nên sử dụng màu sắc trung tính và ánh sáng tối giản để không gian rộng rãi hơn. Đối với phòng bếp, thiết kế nội thất tối giản giúp tạo ra một không gian sạch sẽ, tiện nghi để nấu nướng, sử dụng các vật dụng nội thất đơn giản và tránh sử dụng quá nhiều đồ trang trí để tạo ra một không gian gọn gàng, dễ chịu. Với phòng tắm, trong phòng tắm, thiết kế nội thất tối giản giúp tạo ra một không gian thoải mái, thư giãn. Sử dụng các vật dụng nội thất đơn giản và những chi tiết trang trí tối giản giúp không gian sống đẹp mắt và gọn gàng. Lựa chọn đồ nội thất và vật liệu cho phong cách thiết kế nội thất tối giản. Trong thiết kế nội thất tối giản, việc lựa chọn đồ nội thất và vật liệu rất quan trọng để tạo ra một không gian sống đơn giản, hiện đại, thoải mái. Dưới đây sẽ là một trong những yếu tố cơ bản để tạo ra một không gian sống tối giản. Về đồ nội thất, trong thiết kế nội thất tối giản, đồ nội thất phải đơn giản và không có quá nhiều chi tiết. Bàn ghế, giường và tủ quần áo phải được lựa chọn sao cho kích thước hình dáng đơn giản nhất nhưng vẫn đảm bảo được tính tiện nghi, thoải mái. Về vật liệu, các vật liệu được sử dụng trong thiết kế nội thất tối giản phải đơn giản. Vật liệu được sử dụng nhiều có thể kể đến như là gỗ, kim loại, da và vải. Đây là những vật liệu được dùng để tạo ra những sản phẩm nội thất tối giản nhưng vẫn vô cùng chất lượng. Về màu sắc trong thiết kế nội thất tối giản thường là màu trung tính như trắng, đen, xám, nâu. Sử dụng màu sắc trung tính sẽ tạo ra một không gian rộng rãi hơn, dễ dàng kết hợp với các vật liệu và đồ vật khác. Ánh sáng. Ánh sáng cũng là yếu tố quan trọng trong thiết kế nội thất tối giản. Sử dụng ánh sáng tự nhiên và đèn chiếu sáng tối giản để tạo ra không gian sống rộng rãi, sáng và thoải mái. Về các chi tiết trang trí, trong thiết kế nội thất tối giản, các chi tiết trang trí cũng phải là đơn giản nhất, tránh sử dụng quá nhiều chi tiết rườm rà, phức tạp. Thay vào đó, nên lựa chọn những chi tiết nhẹ nhàng, thanh mảnh để không gian vẫn có được những điểm nhấn riêng. Tính tiện dụng. Trong thiết kế nội thất tối giản, tính tiện dụng là một phần vô cùng quan trọng. Vẫn nên lựa chọn các sản phẩm nội thất có tính năng tiện dụng cao như giường có ngăn kéo, bàn trà có ngăn chứa đồ và tủ quần áo có nhiều ngăn để có thể sắp xếp đồ đạc một cách khoa học và dễ chịu. Đảm bảo sự cân bằng.
Trong thiết kế nội thất tối giản, sự cân bằng giữa các yếu tố như đồ nội thất, vật liệu, màu sắc và các chi tiết trang trí vô cùng quan trọng. Chính vì vậy mà chúng ta nên sắp xếp các sản phẩm nội thất, chi tiết trang trí sao cho tạo ra được sự cân bằng và hài hòa nhất cho không gian sống. Tạo ra không gian mở. Trong thiết kế nội thất tối giản, không gian mở cũng được coi là một yếu tố quan trọng để tạo ra cảm giác rộng rãi, thoải mái. Những điểm kết nối mở trong không gian sẽ tạo ra được sự thoáng đãng, tránh cảm giác chật chội. Một số mẹo thiết kế nội thất tối giản. Ngoài việc lựa chọn đồ nội thất và vật liệu phù hợp, việc áp dụng các mẹo thiết kế nội thất tối giản cũng rất quan trọng để tạo ra được một không gian sống đẹp, hiện đại, tiện nghi. Dưới đây là một số mẹo thiết kế nội thất tối giản mà quý vị có thể nghiên cứu ứng dụng. Chọn màu sắc. Chọn một số màu sắc cơ bản và sử dụng chúng cho tất cả các bộ phận của phòng. Tránh sử dụng quá nhiều màu sắc và hoa văn họa tiết, màu trắng, đen xám hay màu nút là lựa chọn phổ biến cho thiết kế nội thất tối giản. Sử dụng vật dụng đơn giản. Chọn những vật dụng đơn giản không có nhiều hoa văn, họa tiết, phù điêu cầu kỳ. Bố trí chúng sao cho hợp lý với không gian và không sử dụng quá nhiều. Tối ưu hóa không gian. Tối ưu hóa không gian bằng cách sử dụng các đồ nội thất có tính năng, đa năng, giúp tiết kiệm không gian và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình. Sử dụng ánh sáng tự nhiên. Sử dụng ánh sáng tự nhiên làm nguồn sáng chính, bởi vì ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp tiết kiệm điện năng mà còn tạo ra không gian sống rộng rãi và thoải mái hơn. Bố trí theo cách đơn giản. Đơn giản hóa bố trí của phòng bằng cách chọn những đồ nội thất cần thiết và sắp xếp chúng một cách khoa học, gọn gàng sẽ giúp không gian sống trở nên thu hút hơn. Giữ cho không gian gọn gàng. Việc sắp xếp gọn gàng, khoa học, sạch sẽ, đặt những vật dụng đúng chỗ, đúng quy định sẽ là một giải pháp tối ưu cho việc lưu trữ đồ thông minh. Sử dụng vật liệu tự nhiên. Sử dụng các vật liệu tự nhiên như là gỗ, đá, bê tông, bông, len để tạo ra không gian sống đơn giản nhưng vẫn gần gũi hài hòa với thiên nhiên. Tránh sử dụng quá nhiều đồ trang trí. Tránh sử dụng quá nhiều đồ trang trí vì điều này sẽ làm cho không gian của chúng ta trở nên rối mắt, đôi khi sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu vì có quá nhiều vật dụng. Trên đây là những giải pháp thiết kế nội thất tối giản mà quý vị và các bạn không thể bỏ lỡ. Với việc ứng dụng các giải pháp này, quý vị và các bạn có thể có được không gian đơn giản, nhẹ nhàng và cảm giác thoải mái khi sử dụng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng thiết kế nội thất tối giản không chỉ đơn thuần là cách sắp xếp đồ đạc một cách gọn gàng, mà còn là một triết lý sống, một cách nhìn nhận và trân trọng các giá trị cần thiết trong cuộc sống. Vì vậy, hãy đặt ra mục tiêu của mình và áp dụng những giải pháp tối giản sao cho phù hợp với nhu cầu và mong muốn của quý vị. Hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi qua hotline 092 123 3456 để được hỗ trợ tư vấn về giải pháp thiết kế hoàn hảo nhất.